da là một trong những bộ phận quan trọng nhất của hệ thống miễn dịch của chúng ta. Nó chỉ đơn giản là tạo ra một hàng rào ngăn chặn mầm bệnh ra khỏi cơ thể. Nhưng vẫn có nhiều cách để tế bào vi sinh vật xâm nhập. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua một vết cắt chúng có thể được hít vào hoặc ăn vào chẳng hạn. Khi đã vào trong cơ thể, chúng có thể lây nhiễm sang các tế bào. Các vi khuẩn khác nhau có thể nhắm mục tiêu vào các loại tế bào khác nhau và chúng có thể nhắm mục tiêu vào một loại tế bào để kích hoạt nhiễm trùng và sử dụng một cơ chế khác để lây lan nhiễm trùng. Qua cơ thể, khi nhắm mục tiêu vào các tế bào để lây nhiễm, có một số cách mà vi khuẩn thực sự có thể xâm nhập vào tế bào. Ví dụ, vi khuẩn có thể được đưa vào tế bào thông qua các quá trình thường di chuyển các phân tử quan trọng vào bên trong. Các nhà khoa học hiện đã phát hiện ra một cơ chế lây nhiễm vi khuẩn mới. Các phát hiện đã được báo cáo trên tạp chí Nature Communication, tập trung vào một loại vi khuẩn mới có tên là Bordetella atropi lây nhiễm giun đũa. Tế bào vi khuẩn có thể biến đổi thành một sợi dài. Một quá trình được gọi là quá trình hình thành sợi và có thể phát triển lớn hơn gấp 100 lần so với kích thước trung bình của nó chỉ trong 30 giờ mà không cần phân chia thành các tế bào mới. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sửa đổi bộ gen của vi khuẩn và tiết lộ rằng sợi xâm lấn mà nó tạo ra cần có cùng gen mà các vi khuẩn khác sử dụng khi chúng sống trong môi trường giàu chất dinh dưỡng. Hầu hết vi khuẩn sử dụng những gen đó để lớn hơn một chút và không trải qua quá trình biến đổi và phát triển mạnh mẽ như B. atropi. Có nhiều tế bào vi khuẩn có thể tạo sợi với tế bào của chúng. Nhưng thông thường điều đó xảy ra khi vi khuẩn bị tổn thương DNA hoặc môi trường căng thẳng. Vi khuẩn có thể tiếp tục phát triển theo cách này mà không cần phân chia thành các tế bào mới trước khi các tổn thương trong DNA của chúng được sửa chữa. Nhưng B. atropi có thể sử dụng quá trình lọc để di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác bên trong cơ thể sống. Quá trình này cũng không liên quan đến phản ứng căng thẳng. Thay vào đó, vi khuẩn có thể xâm nhập tế bào vật chủ theo cách này. Môi trường phong phú của tế bào chủ mới kích hoạt quá trình hình thành sắc tố, gây ra nhiễm trùng cho nhiều tế bào hơn. Giáo sư Robert Llewellyn, điều tra viên chính của nghiên cứu cho biết, chúng tôi đã đi từ việc tìm ra con giun trong lòng đất, tìm ra vi khuẩn và mang nó đến cơ chế phân tử về cách vi khuẩn lây nhiễm sang con giun. Chúng tôi đang nhìn thấy những thứ mà chưa ai từng thấy trước đây. Mặc dù B. atropi không lây nhiễm sang người, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng cơ chế lây nhiễm này có thể được sử dụng bởi các mầm bệnh lây nhiễm sang người. Quá trình lọc cũng có thể liên quan đến những thứ khác, chẳng hạn như sự hình thành màng sinh học. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!